Vâng, xin chào các bác. Hôm nay thì người nông dân may mắn được vào phòng thí nghiệm. Một cái phòng thí nghiệm rất là thú vị. Nói vui vui vào núi Ngọc Linh ở Sài Gòn. Tại sao tôi nói như vậy? Là vì ở đây các nhà khoa học của Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh đã thử nghiệm thành công cái việc giả lập cái môi trường sống cho cây sâm Ngọc Linh để nuôi cấy thành công cái rễ sâm. Nghe thú vị đúng không? Giờ tôi vào phòng với mấy nhà khoa học để xem cái trò méo sao nhé. À, hôm nay thì có các em sinh viên đến tham quan nữa, nhưng mà các bạn thì chỉ xem từ bên ngoài thôi, vì phòng thí nghiệm này nọ mà đâu đơn giản các ông vào đá thúng đụng đọ cái chết toi của một công trình của người ta. Còn tôi thì được đặc cách. Đây là hệ thống máy móc dùng để nuôi cấy rễ sâm Ngọc Linh. Máy bơm khí, bình dung môi, đèn, điều hòa, giá kệ. Đây, các nhà khoa học thì sẽ theo dõi và thao tác qua máy móc. Và ở đây thì họ nuôi nhiều lứa sâm rồi. Mới có này, vài tháng có này, cả năm cũng có. Và trong các cái bình dung môi này thì chính là cái rễ tóc của sâm Ngọc Linh. Một trong những cái loại sâm quý nhất thế giới hiện nay á, mà đang bị khai thác cạn kiệt tại một số cái tỉnh miền Trung như là Kon Tum, Quảng Nam, và giá thì rất cao và rất hiếm luôn. Thế thì từ cái nhu cầu quá lớn ấy, thì cái tính ứng dụng và công dụng của sâm thì ai cũng biết rồi, trong khi khả năng tự nhiên thì có hạn, trong 5 năm, 10 năm thì mới được củ sâm. Trước cái vấn đề đó thì trung tâm họ có bắt tay vào nghiên cứu và nhân nhanh cái sinh khối rễ tóc sâm Ngọc Linh này. Và cái công nghệ này ấy, thì hiện đang áp dụng từ năm 2014 và theo các phương pháp nuôi cấy từ Hàn Quốc và Đài Loan. Đó là hai quốc gia mình nghe sâm cũng hoành tráng lắm đúng không? Sâm Hàn Quốc, sâm Đài Loan ấy. Đấy, thì ở đây họ áp dụng cái công nghệ, cái phương pháp từ bên đó. Và vì sao lại là rễ mà không phải là củ thân hay là tạo môi trường trồng luôn cả cây? Vì mấy cái bộ phận đó, hay là để trồng được cả cây sâm Ngọc Linh trong cái môi trường nhân tạo như thế này thì cái công nghệ hiện tại chưa làm được. Nhưng mà đối với rễ, mà là rễ tóc nha, không phải là rễ cọc, rễ củ đâu, thì có thể nuôi cấy được. Để hỏi chị Loan, người mà phụ trách các phòng thí nghiệm này về cái phương pháp này nhé. Thì với cái phương pháp mà nhanh sinh khối như thế này thì chúng ta có thể chủ động được, ở trong phòng thí nghiệm có thể nuôi được số lượng lớn mà mình không phải mình yêu cầu cái điều kiện như vùng núi Ngọc Linh, hoặc là một cái thời gian là cái quá lâu để mình đợi khoảng cỡ 3, 4, 5, 6 năm. Thì ở đây thì có thể là khoảng cỡ 2 tháng đến 3 tháng là có thể thu được. Thứ nhất là tiết kiệm thời gian, cái thứ hai nữa mình có thể chủ động được làm bất cứ ở chỗ nào mà có phòng thí nghiệm. Và cái thứ ba nữa thì cái giá thành ở đây thì nó cũng hạ hơn so với cái điều kiện mình canh tác bên ngoài khi nó thời gian quá dài. Ok. Nói thêm một chút thì cái rễ sâm Ngọc Linh này, nếu mà tính khoảng 6 năm tuổi thì mới nặng khoảng 88 gram, tức là nếu mà ở ngoài tự nhiên á. Còn nếu mà nuôi cấy trong phòng thí nghiệm thì chỉ cần từ 2 đến 2 tháng rưỡi thôi là đã cho thu hoạch được, mỗi bình như này là khoảng 1,5 kg rễ tóc sâm này. Thì cái quy mô mà thí nghiệm ấy, có thể nuôi cấy nhiều mà cả 100 bình, thì cái việc mà thu cả tấn rễ sâm như này thì mấy tháng là không có khó. Thế thì đến đây thì nhiều người sẽ hỏi là nuôi thế này thì có rễ nó có chất không? Đó. Câu trả lời tất nhiên, hàm lượng chất của rễ sâm Ngọc Linh nuôi cấy trong phòng thí nghiệm không thể bằng sâm tự nhiên, điều đấy là khẳng định và thừa nhận đúng không? Nếu so với sâm tự nhiên 6 tuổi thì cái hàm lượng hoạt chất nó chỉ bằng 1/3 thôi. Còn sâm mà hơn 1 năm tuổi thì hàm lượng hoạt chất nó sẽ khoảng là gần tương đương nhau. Đấy, bởi vì 1 năm tuổi thì nó cũng chưa có gì, 1 năm tuổi ngoài tự nhiên cũng chưa có gì đâu. Tuy nhiên thì so với sâm tự nhiên thì cái rễ sâm mà nuôi cấy được trong phòng thí nghiệm như thế này thì lại có cái nhiều cái điểm hơn, như vừa nãy chị Loan cũng nói là về thời gian trồng ngắn này, cho sản lượng cao thì giá cả phù hợp, thì không phụ thuộc vào điều kiện địa hình thời tiết. Đó. Thế thì nhờ những cái điểm này thì rễ sâm Ngọc Linh nuôi cấy trong phòng thí nghiệm này có thể phục vụ nhu cầu của đông đảo người dân rồi đúng không?
Thì hôm nay tôi cũng đã phần nào giải đáp được câu hỏi mỗi lần ăn kẹo sâm hay là thấy cái sản phẩm từ sâm bày bán đầy trên thị trường, nói là từ sâm này sâm kia thì mình cứ thắc mắc là thế quái nào lấy đâu ra sâm nhiều thế. Thì đây là một trong những cách để lấy được sâm ha. Đó. Nên tại sao mà Hàn Quốc, Đài Loan, những quốc gia họ phát triển với ngành sâm này mạnh, có nhiều cái công nghệ, nhiều trò làm hay lắm. Đấy. Và hiện nay thì trung tâm cũng đã có chuyển giao cái công nghệ nuôi cái rễ tóc sâm này cho một cái đơn vị doanh nghiệp cũng như là hợp tác với một số cái công ty nước ngoài để sản xuất nước uống, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ cái dược liệu này. Nếu mà bác nào có khả năng đầu tư làm một quả phòng như thế này thì khi được ăn lẩu sâm hàng ngày không chừng tháng mấy, 2 tháng mấy là được cả ký rồi. Nên là giờ em xin phép dừng video tại đây. Các bác thấy hay và có ích thì cho em xin một cái đăng ký để em có động lực đi tiếp, để tham khảo tiếp và chia sẻ tiếp, vừa tham khảo cho mình và vừa cho mọi người cùng tham khảo, những ai mà không có điều kiện đi đến tận nơi cũng quay lại. Và xin cảm ơn các bác nhé.